Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục bình luận điểm tin cùng Rich Nguyễn, nhà huấn luyện chiến lược. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp được hình thành từ những năm 2000 và phát triển nhanh từ năm 2017 đến 2021, trở thành một kênh huy động vốn rất hiệu quả cho doanh nghiệp. Mặc dù hành lang pháp lý luôn được sửa đổi, nhưng hiện vẫn trên đà hoàn thiện và còn những lỗ hổng pháp lý tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư và an ninh tài chính tiền tệ. Nghị định số 08/2023 NĐ-CP sửa đổi bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại Nghị định 65/2022 NĐ-CP quy định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế là những giải pháp tình thế để bình ổn những vấn đề cấp thiết trong ngắn hạn đối với thị trường trái phiếu nói riêng và thị trường tài chính nói chung. Đối với sự ra đời của Nghị định 08, một nghị định được cho là có nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Vậy với nghị định mới này, thị trường trái phiếu sẽ gỡ được các vấn đề gì? Các điểm được gỡ có khả thi không? Các nội dung sửa đổi của Nghị định 08 về chào bán trái phiếu doanh nghiệp cụ thể ra sao? Liệu có tháo gỡ được khó khăn cho thị trường trái phiếu hiện nay? Dòng vốn cho thị trường bất động sản có được khơi thông phần nào nhờ phát hành trái phiếu? Hãy cùng tìm hiểu cụ thể hơn câu chuyện này trong phần bình luận điểm tin ngày hôm nay. Nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp, dòng vốn vào thị trường bất động sản liệu có khơi thông? Những lỗ hổng pháp lý. Giai đoạn 2017-2021, tốc độ phát triển bình quân của thị trường trái phiếu doanh nghiệp khoảng 46%. Riêng trong năm 2021, con số này là 56%. Giá trị phát hành mới trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2021 là 658.000 tỷ đồng, trở thành nguồn cấp vốn mới lớn thứ hai trong năm của thị trường tài chính cho nền kinh tế. Giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành mới trong năm 2021 đã tương đương 53% tổng tín dụng cấp mới trong năm. Sang 3 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng của thị trường rất cao, nhưng đến tháng 4 đã sụt giảm mạnh, trong đó trái phiếu doanh nghiệp bất động sản gần như vắng bóng. So với tiềm năng và tương quan với thị trường trong khu vực, thì quy mô của thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam còn khá khiêm tốn. Hiện dư nợ của thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở mức trên 15% GDP. Theo Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước, chiến lược phát triển tài chính đến năm 2030, chính phủ đã đặt mục tiêu đến năm 2025, dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp tối thiểu đạt 20% GDP và đến năm 2030 tối thiểu đạt 25% GDP. Như vậy, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn còn cách khá xa so với mục tiêu mà chính phủ đề ra. Đối với các nước có thị trường vốn phát triển, dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp đều duy trì ở mức cao và riêng trong khu vực Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều một số nước như Malaysia 56% GDP, Singapore 38% GDP, Thái Lan 25% GDP. Về tổng thể, vốn huy động qua thị trường chứng khoán hiện chiếm khoảng 26% tổng lượng vốn cung ứng ra nền kinh tế. Trong đó, trái phiếu doanh nghiệp chiếm khoảng 22,7% và cổ phiếu chiếm khoảng 3,5%. Thực tế, sau giai đoạn bùng nổ, vào nửa cuối năm 2022, thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đảo chiều khi chịu tâm lý tiêu cực. Những e ngại của nhà đầu tư lan rộng vì chứng kiến các vụ việc xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát. Niềm tin của nhà đầu tư vốn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng lại càng khó vực dậy khi thanh khoản dòng tiền trả nợ trái phiếu của nhiều doanh nghiệp gặp bế tắc. Trong năm 2022, có 420 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với trị giá xấp xỉ 244.565 tỷ đồng, chiếm 96% tổng giá trị phát hành và giảm tới 66% so với cùng kỳ năm 2021. Việc huy động vốn qua thị trường trái phiếu trở nên khó khăn với các doanh nghiệp trong bối cảnh lãi suất ngân hàng tăng cao đã tăng thêm áp lực về vốn đầu tư, duy trì sản xuất kinh doanh, thanh khoản của nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, doanh nghiệp có khối lượng trái phiếu đáo hạn lớn, sụt giảm nghiêm trọng, cùng với việc doanh thu và lợi nhuận kinh doanh giảm mạnh, càng gây thêm khó khăn cho doanh nghiệp. Trước những khó khăn của thị trường, vào tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao Bộ Tài chính phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát lại cơ chế chính sách, tập trung sơ kết, tổng kết để đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi hành lang pháp lý như luật chứng khoán, luật doanh nghiệp, khẩn trương sửa Nghị định 153/2020 NĐ-CP của Chính phủ quy định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và Nghị định 155/2020 NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán để nâng cao tiêu chuẩn, điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp, góp phần lành mạnh, minh bạch hóa thị trường.
Ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan quản lý đã tích cực nghiên cứu, lấy ý kiến thành viên thị trường, trình Chính phủ và trình Chính phủ ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Nghị định 65/2022/NĐ-CP. Nghị định này đã được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 9 năm 2022. Dù được đánh giá cao trong việc lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp sau những vụ việc tiêu cực xảy ra tại một số tập đoàn, thế nhưng trong quá trình áp dụng vào thực tiễn, Nghị định 65/2022 lại cho thấy nhiều vướng mắc. Sau khi Nghị định 65/2022/NĐ-CP có hiệu lực, trong tháng 10 năm 2022, chỉ có một đợt phát hành thành công, thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng suy giảm mạnh khi lượng phát hành giảm 25% so với cùng kỳ trong 10 tháng năm 2022. Trước thực tế trên, không ít ý kiến cho rằng, bên cạnh việc thắt chặt chính sách tiền tệ, Nghị định 65/2022/NĐ-CP cũng là một trong những nguyên nhân đang gây khó cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn. Những thay đổi chung của Nghị định 65/2022/NĐ-CP hầu hết được cho là cần thiết, khi yêu cầu chuẩn hóa lại điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ hướng đến nhà đầu tư chuyên nghiệp là tổ chức và đặc biệt là siết lại tiêu chuẩn nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia sở hữu trái phiếu phát hành riêng lẻ. Tuy nhiên, quá trình áp dụng vào thực tiễn nghị định cho thấy những vướng mắc tạo áp lực lên hoạt động của các doanh nghiệp trong việc huy động nguồn vốn từ trái phiếu. Trước những thực tế của thị trường, Bộ Tài chính cũng đã tổ chức cuộc họp lắng nghe các thành viên tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Sau cuộc họp này, Bộ Tài chính cho biết sẽ rà soát khung pháp lý, kể cả Nghị định 65/2022/NĐ-CP, cũng như ghi nhận những góp ý của các doanh nghiệp về trạng thái thị trường. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu phải xem xét lại Nghị định 65 nếu cần thiết. Với sự tích cực của các bộ ngành liên quan, sự kịp thời trong chỉ đạo của Chính phủ, đến ngày 5 tháng 3 năm 2023, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Chuyên gia nhận định, theo ý kiến của diễn giả Rich Nguyễn cùng với các chuyên gia phân tích thị trường tại Rich Invest nhận định, về cơ bản, Nghị định 08 được ban hành với hai mục tiêu chính. Thứ nhất, tạo ra nền tảng pháp lý để tổ chức phát hành và nhà đầu tư có thể thỏa thuận với nhau nhằm giải quyết các trường hợp trái phiếu đến hạn nhưng không đủ khả năng thanh toán. Thứ hai, nới lỏng tạm thời một số quy định về phát hành và chào bán trái phiếu riêng lẻ tại Nghị định 65 để giúp các đợt phát hành trái phiếu mới có khả năng phát hành thành công cao hơn trong năm 2023. Để thực hiện các mục tiêu trên, Nghị định 08 đã đưa ra 3 nội dung sửa đổi bổ sung chính như sau. Một là, tổ chức phát hành có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán nợ gốc lãi đến hạn bằng tài sản khác nếu được người sở hữu trái phiếu chấp thuận. Đây là quy định được đưa ra nhằm cung cấp thêm một hướng xử lý mới cho các tổ chức phát hành đang gặp khó khăn trong việc thanh toán trái phiếu đến hạn. Quy định này phù hợp và có lợi cho các doanh nghiệp có tài sản như chứng khoán, bất động sản đã hình thành, đầy đủ pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng. Đây cũng là một giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư trong trường hợp tổ chức phát hành chưa thể thanh toán bằng tiền mặt. Tuy nhiên, theo đánh giá trên thực tế, khi thực hiện quy định này vẫn có thể phát sinh những vướng mắc nhất định liên quan đến sự phụ thuộc vào quan điểm về giá trị tài sản bảo đảm hay sự bất bình đẳng giữa các trái chủ trái phiếu đến hạn sớm có cơ hội lựa chọn tài sản tốt hơn trái chủ của các trái phiếu đến hạn sau. Hai là, tổ chức phát hành có thể xin ý kiến người sở hữu trái phiếu để thay đổi điều kiện điều khoản trái phiếu. Trong đó, nội dung được nhấn mạnh là thay đổi kỳ hạn trái phiếu thêm tối đa 2 năm. Đây cũng là một phương án gỡ vướng cho các tổ chức phát hành đang gặp khó khăn với các khoản trái phiếu đến hạn. Tuy nhiên, theo thông lệ, tùy thuộc vào điều kiện điều khoản của từng trái phiếu, đối với việc sửa đổi các điều kiện liên quan đến thanh toán như kỳ hạn, lãi suất, thường phải cần tỷ lệ rất cao người sở hữu trái phiếu đồng thuận, có thể đến 100%. Do vậy, tôi cho rằng vẫn sẽ có rất nhiều khó khăn trong việc gia hạn đối với các trái phiếu có số lượng nhà đầu tư lớn. Ba là, ngưng thi hành một số quy định của Nghị định 65 liên quan đến cách xác định nhà đầu tư chuyên nghiệp, thời gian phân phối trái phiếu và yêu cầu xếp hạng tín nhiệm đến hết năm 2023. Việc nới lỏng về điều kiện với các tổ chức phát hành sẽ phần nào giúp khả năng phát hành mới trái phiếu trong năm 2023 cao hơn. Nhìn chung, các nội dung này của Nghị định 08 là những động thái tích cực
cho thấy những nỗ lực của chính phủ để gỡ khó cho thị trường trái phiếu. Tuy nhiên, một số nội dung trong nghị định vẫn có thể dẫn đến những vướng mắc phát sinh khi đưa vào vận hành thực tế do các diễn giải khác nhau. Tôi kỳ vọng sẽ có thêm những hướng dẫn từ phía các cơ quan quản lý để các bên đưa ra phương án xử lý tối ưu nhất. Bên cạnh đó, một số nội dung trong Nghị định 65 vẫn đang gây nhiều khó khăn cho thị trường, trong đó đặc biệt là yêu cầu kiểm toán định kỳ về mục đích sử dụng vốn trái phiếu. Nghị định số 08-2023-NDCP là một trong những giải pháp cấp thiết từ Bộ Tài chính nhằm tháo gỡ những khó khăn trước mắt cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu đến hạn phải trả trong năm 2023 và 2024. Tác động rõ nhất của nghị định này là mở đường pháp lý cho doanh nghiệp tái cơ cấu nợ trái phiếu trong sự đồng thuận của trái chủ, tránh được sự sụp đổ của một số doanh nghiệp gây hiệu ứng tiêu cực đến hệ thống kinh tế. Qua đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói riêng và thị trường vốn nói chung đang suy yếu sẽ có cơ hội khỏe lại, phục hồi niềm tin từ nhà đầu tư. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây vẫn chỉ là giải pháp tình thế tạo điểm tựa cho thị trường trái phiếu vượt qua khủng hoảng, chứ không thể thúc đẩy thị trường trái phiếu tăng trưởng nhanh ngay trong giai đoạn này. Nghị định số 08-2023-NDCP chỉ là một trong những giải pháp từ chính phủ, Bộ Tài chính. Với sức nặng của thị trường kéo theo cả nền kinh tế, thì một chiếc phao cứu sinh không thể cứu nổi mà cần có nhiều phao cứu sinh hơn. Chẳng hạn như cách đây mấy ngày, chính phủ đã ban hành nghị quyết số 33-NQ-CP với nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, nguồn vốn tín dụng, trái phiếu, quỹ đầu tư, khơi thông dòng vốn cho thị trường bất động sản, góp phần tăng thanh khoản cho thị trường. Nhà nước chỉ trao cơ hội pháp lý cho doanh nghiệp tận dụng để sửa sai, khắc phục hậu quả, còn gốc rễ của vấn đề phải là nỗ lực của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp cứ tiếp tục phiêu lưu, phung phí những cơ hội do Nghị định số 08-2023-NDCP hay Nghị quyết số 33-NQ-CP đem lại, tiếp tục thiếu tôn trọng những cam kết với các trái chủ, với thị trường, thì doanh nghiệp sẽ mãi không thoát ra khỏi vũng lầy được. Và các nhà đầu tư cá nhân hay các đội nhóm đang tham gia trong thị trường bất động sản cũng nên lấy câu chuyện về thị trường trái phiếu doanh nghiệp làm bài học rút kinh nghiệm, bởi chính chúng ta cũng không khác gì một doanh nghiệp thu nhỏ. Và hãy luôn nhớ rằng, thay vì vay mượn nhiều để có mức lợi nhuận đủ nhiều, hãy học tập để tìm ra các tài sản tăng trưởng cao. Cố vay mượn hay huy động thật nhiều tiền để có thể tạo ra mức lợi nhuận đủ nhiều là việc sẽ mang tới cho bạn rủi ro cao. Có một cách khác giúp bạn vẫn đạt được mức lợi nhuận đủ cao với số vốn ban đầu bỏ ra vừa phải, đó chính là nâng cao tri thức để biến mình thành mẫu lao động phức tạp, chứ không phải là lao động giản đơn. Nội dung video ngoài những thông tin khách quan còn có những quan điểm hoàn toàn mang ý kiến cá nhân. Rất mong tất cả các bạn đón nhận một cách khách quan và comment ý kiến để chúng ta cùng trao đổi thêm. Rich Nguyễn hy vọng video sẽ mang lại cho các bạn những thông tin bổ ích trong hoạt động đầu tư 2023. Chương trình bình luận điểm tin bất động sản cùng với Rich Nguyễn số này xin phép được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp và tham gia bình luận xin vui lòng để lại dưới comment. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số bình luận điểm tin bất động sản tiếp theo trên các nền tảng của Rich Nguyễn. Nhấn like, chia sẻ, đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ các video hữu ích từ Rich Nguyễn.